Chào các em, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở vòng số 10 Olympic lớp 8. Chúng ta làm bài thi số 1. Chọn các ô tăng dần. Loại toán này các em phải chuẩn bị nháp thật là kỹ càng. Không có nháp rất là khó xử. Thì đưa nháp vô đây luôn ha. Ta bắt đầu. Như vậy là mình sẽ có là 5 hàng 4 cục. Ta bấm máy. Những chỗ nào đỡ đau đầu ta bấm máy đi kìa. 84 mũ 3 chia cho âm 56 mũ 3. Cái này chúng ta chia hai lĩa thừa cùng cơ số cũng được, nhưng mà máy tính nó kham được hết thì các em cứ làm. Nhớ đổi ra số thập phân nha, để cho dễ so sánh các em. Rồi, ô đầu tiên là -3,375. Ô tiếp theo là 2. Ô tiếp theo nữa, người ta dùng máy tính bỏ túi để tìm x. Các em sẽ ra x bằng 1 và x bằng 4, vậy tổng của chúng sẽ bằng 5. Tổng của chúng sẽ bằng 5. Trời sấm sét rất là khủng khiếp. Rồi, tìm x dương để thỏa mãn hai cái này cộng lại thì bằng 0. Như vậy là gì? Như vậy là giá trị tuyệt đối của x trừ 9 sẽ bằng cái này, các em chuyển vế qua và sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 2x. Vậy các em sẽ có hai bài toán con là x trừ 9 bằng 2x hoặc là x trừ 9 bằng âm 2x. Vậy ta sẽ có hai kết quả là x sẽ bằng âm 9 hoặc là x sẽ bằng 3. Ta chọn x bằng 3 bởi vì người ta đòi hỏi x dương mà. Câu này kem bấm máy. Nó sẽ ra là âm 1,3. Cái này là 2. 2 nhân 5 bình. Các em cẩn thận nha, 2 nhân 5 bình chứ không phải là 2,5 bình phương. Vậy nó sẽ ra là 50. Cái này chúng ta tính bằng tay luôn hoặc là bấm máy tùy các em. Nó sẽ ra là 5,0625. Bài này các em phải chuẩn bị nhiều nháp lên. X bình các em khai triển ra nha. X bình cộng 12x sẽ bằng 144 cộng 2x. Như vậy hai vế đều có 12x thì bỏ luôn. Vậy x bình bằng 144. Vậy là x sẽ bằng cộng trừ 12. Vậy ta lấy nghiệm nhỏ nhất là bằng âm 12. Rồi. Bài này chúng ta sẽ tìm x ra rồi mới tính trung bình cộng sau. Có hai bài toán con được sinh ra, hai cái bình phương bằng nhau thì hai cơ số phải bằng nhau, hoặc là hai cơ số phải là hai số đối nhau.
Vậy là 2x trừ 1 sẽ bằng x, hoặc là 2x trừ 1 sẽ bằng trừ x. Vậy chúng ta có 2x trừ 2 sẽ bằng x, hay là x sẽ bằng 2. Rồi bài toán con thứ hai là 2x trừ 2 bằng trừ x. Như vậy là 3x sẽ bằng 2, tức là x sẽ bằng 2/3. Ta lấy trung bình cộng của 2 và 2/3 phải bằng bao nhiêu, chia đôi bằng 4/3 thôi. Vậy là bằng 1,333, 4/3. Đổi ra số phân mới so sánh được. Cái này thì bằng trừ 5 dễ rồi, ô này bằng trừ 5. Rồi, hình vuông có độ dài đường chéo bằng căn 3 thì gọi hai cạnh liền nhau của hình vuông là bằng x. Người ta dùng Pythagore, x bình cộng x bình sẽ bằng căn 3 bình, tức là 3. Vậy là 2x bình sẽ bằng 3. Vậy x bình là bằng 3/2, hay là x sẽ bằng căn 3/2, căn của 3/2. Hay là x bình, người ta hỏi diện tích hình vuông chứ đâu có hỏi cạnh đâu. Như vậy ta lấy x bình bằng 3/2, đó chính là diện tích của hình vuông luôn. 3/2 là 1/5. Diện tích vuông là bằng bình phương cạnh. Rồi giá trị nhỏ nhất của anh này, các em đưa về tổng các cái bình phương cộng với một số nào đó. X bình các em cho đi với trừ x thì cộng với 1/4 để thành hàng hữu thức này. Rồi y bình cộng 6y các em cho đi với 9 để thành hàng hữu thức này. Như vậy là ta đã lấy 1/4 và 9 ra để hỗ trợ làm thành những cái bình phương với x và y ha. Vậy là ta trừ ra coi còn bao nhiêu. 15 trừ cho 1/4, trừ tiếp cho 9. Vậy là còn lại 23/4, tức là 5,75. 5,75. Rồi tiếp theo, giá trị lớn nhất. Này ta dùng máy tính thôi. Hoặc các em cũng có thể tính bằng tay, dùng hàng lượng thức ha. Rồi, giá trị lớn nhất của nó sẽ bằng trừ 8 ha. Đạt được từ lúc x bằng 2, nhưng mà đây người ta không có hỏi điều đó. Giá trị lớn nhất thôi. Bài nghiệm của phương trình này, phương trình là bài toán tìm x đó em. Rồi -28 trừ 11 bằng bao nhiêu, chia 3 thì bằng -13. -13 còn 12 phút lận, cứ từ từ mà làm, không có gì phải vội. Rồi bài này các em bấm 5 mũ 3 chia 5 mũ 4 là còn lại 5. Ở dưới mẫu 8 chia 5, 2 mũ 3 là 8. 8 chia 5 thì được 1,6. Và này x nhân y bằng 5, rồi x trừ y bằng 4. Như vậy đừng có mò cái này, nguy hiểm lắm. X là số âm, nhân nhau bằng 5, trừ nhau bằng 4. Mò không được đâu. Mò thì các em hay cuốn vào những số tự nhiên thôi, mà đây là người ta đòi x âm nè. Ta dùng phương pháp thế đi. X nhân y, mà y thì lại bằng x trừ 4. Vậy là x nhân x trừ 4 sẽ bằng 5. Vậy ta có bài toán là x bình trừ 4x trừ 5 sẽ bằng 0. Vậy ta có một x là bằng -1 và một x là bằng 5. Ta chọn x âm, x bằng -1 các em. X bằng -1 thì y sẽ bằng -5. Để nhân lại mới bằng 5. Đúng không? Rồi trừ nhau thì đúng bằng 4 luôn. Như vậy là x bằng -1, y bằng -5 thì cộng lại sẽ bằng -6.
em nghe không kịp thì em tua video lại ha, để em nghe những lời thầy giảng, chụp hình lại thôi. Rồi hàng cuối cùng, ô đầu tiên, rồi giá trị nhỏ nhất sẽ bằng trừ 11 lúc x bằng 2. Này ta bấm máy. Rồi, kết quả là bằng 17 phần 12 các em, tức là 1,41 1,41 và số chữ số của hai mũ 100 sẽ là bằng 31. Các em lên kênh của thầy xem cái chuyên đề số học sẽ hiểu bài này. Ở đây ta không có thời gian để nói nhiều bởi vì phải chạy đua với thời gian này. X mũ 4 trừ 12 x bình trừ 64. Em phân tích phần tử rồi giải thôi, hoặc là dùng máy tính, nhớ đừng có lạm dụng máy tính nha. Vậy ta sẽ ra x bình sẽ bằng 16, vậy x sẽ bằng cộng trừ 4. Mà ở đây người ta đòi x dương, người ta lại x sẽ bằng 4 thôi. Rồi giờ ta chọn đáp án tăng dần ha. Đầu tiên là số nhỏ nhất là số âm, âm 12 này. Có gì đó không ổn. À, số âm 13 mới là nhỏ nhất, đúng không? Em thấy nguy hiểm chưa? Âm 13 mới là nhỏ nhất nè. 13 là nằm ở đâu? Nằm ở đây. Rồi mới tới âm 12. Đó. Rồi tới âm 11. Rồi mới tới âm 8. Rồi tới âm 6. Rồi tới âm 5. Rồi tới âm 3 x 375 trên này. Rồi tới âm 1 x 3. Rồi giờ tới số 0 có không? Không có thì ta bắt đầu từ 0 phép mấy? Không có. 1 có không? Không có thì ta đi từ 1 phép 1 phép 333 này. Nhỏ nhất trong cái đám này à. Rồi xóa nó. Rồi tới 1 phép 41. Tới 1,5. 1,5 là giữa này. À, tí nữa là chết rồi. 1,6. Rồi tới 2. 2 là tới 3. 3 là tới 4. 4 là tới 5. Rồi. Tiếp theo là 5,0625, 0625 nè. 575 nè, 31 nè và 50. Rồi đoạn toán xong. Cũng khá gian nan. Rồi bài thi số 2. Thỏ vượt mê cung. Giá trị lớn nhất em bấm máy thôi.
giá trị lớn nhất sẽ bằng 6, đạt được lúc bằng 1 phần 2. Và bài này x cộng y bằng 7, và chỗ này thành 7 mũ 3 rồi nè. Chỗ này kem rút 2 ra là còn x cộng y tất cả bình, tức là 2 nhân 7 bình đó. Thì ta bấm máy thôi. 7 mũ 3 cộng 2 nhân 7 bình 441. Rồi cái này các em rút gọn cái này là thay này vô tính, hoặc là dùng máy tính thay luôn. Rồi đáp án là 2 phần 7 ra. Rồi cho vị thức này bằng 1. Cái này các em đừng có mò ha, em lấy nháp ra. Đây là bài toán khó, đây là toán học sinh giỏi kinh điển nè. Lấy nháp nghe theo hướng dẫn của thầy sẽ làm được thôi. Em nhân hai vế cho a cộng b cộng c, nhân hai vế của đẳng thức này cho a cộng b cộng c, khai triển ra nó sẽ ra là a bình thêm b cộng c rồi cộng cho a rồi cộng cho b bình trên C cộng A cộng cho B, rồi cộng cho C bình trên A cộng B, rồi cộng cho C, rồi hai vế lại giãn lược A cộng B cộng C cho nhau thì cuối cùng cái này sẽ bằng 0 các em ạ, bằng 0. Giờ mình đi tìm giá trị nhỏ nhất của anh này để coi thử nó đạt được khi nào nha. Thêm lại chuẩn bị nháp. X bình y bình cộng 2x bình cộng cho 24x y cộng 16x cộng 191. Rồi giờ các em cứ coi x là ẩn trước đây ha.
Rồi, các em sẽ phân tích biểu thức C này. Các em phân tích biểu thức C này là thành, nhìn nháp nha, sẽ bằng là xy. Xy cộng 12 tất cả mũ 2, tất cả mũ 2 cộng cho 2 lần x cộng 4 mũ 2 cộng cho 15. Mình thử lại đi, x bình y bình này, cộng cho 24 x y nè cộng 144 nè, đúng rồi, cộng cho x bình nhân 2 là 2x bình, cộng cho 8 2 là 16x, cộng cho 4 bình là 16 nhân 2 là 32. Như vậy là đúng bằng biểu thức C như cũ rồi đó. X bình y bình cộng 24 y cộng 2x bình 16x, rồi 144 cộng 32 cộng cho 15 là đúng bằng 191 luôn. Như vậy là min nó sẽ bằng với 15. Khi nào? Khi x cộng 4 0 và xy cộng cho 12 bằng 0. Vậy suy ra gì? Sẽ x sẽ bằng 24 và y sẽ bằng, y sẽ bằng trừ 12 thì 24 bằng 3, đúng không? 3 nhân 24 bằng 12, 3 nhân 24 là bằng âm 12. Rồi xong bài toán. Bài thi số 3. Câu đầu tiên. Em bấm máy tính nè. Tìm được một máy tính để tìm x. Như vậy là có hai nghiệm của các em, 1 và trừ 3. Thì cộng lại nó sẽ bằng là trừ 2. Rồi, tam giác AC vuông tại A có góc C 60 độ, AB căn 192. Như vậy là tam giác ABC là nửa tam giác đều, có cạnh là BC. Và AC là nửa cạnh, vậy BC là phải gọi là 2x đi. AC là x. Đó. Chúng ta bắt tính gì? Tính diện tích. Dựa theo lý Pythagore thì 2x tất cả bình trừ x bình là bằng căn 192 bình là bằng 192 luôn. Vậy thầy sẽ có là 3x bình bằng 192. Các em chia 192 cho 3 thử coi. 192 chia 3 là 64. Vậy x bình bằng 64. Vậy x sẽ bằng 8. 8. Giờ lấy 8 nhân cho căn 192 chia đôi. Tam giác vuông diện tích bằng hai cạnh vuông nhân nhau thôi. Vậy là bằng 4 nhân cho căn 192. Mình sẽ chuyển thành căn luôn. 4 nhân căn 192 là thành gì? Là thành căn của tất cả 16 nhân cho 192. 3072.
A sẽ bằng 302. Giá trị x để đạt lớn nhất. Em bấm máy thôi. Lên kênh của thầy coi cái chuyên đề min max bằng máy tính bỏ túi nữa. Trừ 4, 5 và trừ 3 nhập vô để đạt được lúc x bằng 5 phần 8, tức là 0,625. Giá trị nhỏ nhất là bằng trừ 23 phần 16, nhưng mà ở đây người ta hỏi x bao nhiêu thôi mà. Và này giá trị lớn nhất nó sẽ bằng 27 phần 4, đó là 6,75. Số dư trong phép chia 2 mũ 100 cho 9. Đây lại là một chuyên đề về số học. Bây giờ các em tính 2 mũ 10 đi. 2 mũ 10 là bằng bao nhiêu nhỉ? 2 mũ 10 là 1024. 1024 mình chia cho 9 cái dư mấy? Dư 7. Vậy 2 mũ 10 á là bằng 9k cộng 7. 2 mũ 10 là chia 9 dư 7. Như vậy 2 mũ 100 tức là 2 mũ 100 tức là 2 mũ 9, 2 mũ 10 tất cả mũ 10 á là bằng 9k cộng 7 tất cả mũ 10 đem chia cho 9. Thì số dư sẽ bằng 7 mũ 10 khi chia cho 9. Cái định lý này là thuộc về số học ha. Em lên kênh xem chuyên đề số học về chia dư. Giờ 7 mũ 10 coi máy tính chịu nổi không? À vẫn chịu nổi kìa. Vậy 7 mũ 10 ta chia dư cho 9 hay dư mấy? Dư 7 kìa. Dư 7. Rồi, câu số 6. Cho một thang cân ABCD. Cho một thang cân ABCD. Đáy CD 14, AD căn 32, góc ADC 45. Rồi, ta kẻ hai đường cao từ A và B xuống. Thì các em đặt AB làm X đi. Hai chân đường cao từ A và B là H và K đi. Như vậy là tam giác ADH và tam giác BKC là nửa hình vuông có đường chéo là căn 32, thì cạnh của nó sẽ là căn 32 chia cho căn 2 nữa là 4. Vậy đường cao là 4 các em nhé. Đường cao là 4 hết. Vậy đáy dưới là 14 trừ 8 là bằng 6. Vậy đáy trên sẽ là 6. AB bằng 6. Cái vẽ hình này đi. Cuối cùng AB sẽ bằng 6. Đáy lớn CD là bằng 14, đường cao là bằng 4. Như vậy diện tích sẽ là 6 cộng cho 14 nhân cho chiều cao là 4 chia đôi là bằng 40. Rồi. Câu số 7. Ta phân tích tử ra cho nó lộ nó n trừ 2 ra em. N mũ 3 rút ra ở trong còn n trừ 2 cộng cho 5 là tất cả phần n trừ 2. Vậy tách ra sẽ thành là một phần nguyên đó là n mũ 3 và cộng cho một phần phân là 5 phần n trừ 2, trong đó n mũ 3 là số tự nhiên rồi.
là số nguyên đó. Như vậy n trừ 2 phải là ước của 5, thì n trừ 2 sẽ bằng 1, 5 hoặc là trừ 1 hoặc là trừ 5, thì ta có n sẽ bằng 3, n sẽ bằng 7 hoặc là n bằng 1 hoặc là n bằng trừ 3. Tìm tập hợp các giá trị tự nhiên của n, thì ta bỏ trừ 3 đi, em lấy 1, 3, 7 thôi. Ok, 1, 3, 7. Cái này thì bấm máy thôi các em. 39,8 nhân 1320 trừ 398 nhân 32, rồi được tất cả nhân cho 14, 557200. Ba chín tám không, nếu làm nhanh 39800 nhân 14, tính chất phân phối mà. Rồi tiếp tục